Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chánh hạnh vị đáng lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lãnh thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi giảng nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Nhật Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Cần, cùng chư Tụng Đức Tụng Rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, để chúng ta tiếp tục học bài kinh Kim Pháp Luân. Hôm trước thì chúng ta học tổng quan về bài kinh Kim Pháp Luân. Hôm nay là chúng ta đi cái phần chi tiết, chúng ta nói về khổ đế. Kính thưa quý vị, tất cả những vấn đề được đề cập trong khổ đế thì nó bao gồm cả bản chất tự nhiên và phản ứng hay thái độ tạo nên sự khổ. Nhưng có điều là khi chúng ta học về khổ đế, chúng cần phải biết rằng người tu Phật không hiểu cái sự đau khổ trong tâm trạng bi quan và lấy đau khổ để thắp sáng tuệ giác. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì cái sự nhận thức của một người Phật tử về sự khổ nó không giống như người ngoài mà họ lâm vào cái hoàn cảnh khổ với nước mắt đầy mặt, cũng không giống như các tôn giáo khác khi mà họ nói về hồng trần khổ ải để họ tô son cái giáo thuyết của họ, và họ đưa cái thần tượng tối cao của họ mà buộc những tín đồ chỉ tin tưởng và cầu nguyện để vị
thần thánh đó cứu rỗi họ khỏi cái sự đau hoàn toàn ở hai khía cạnh đó. Người Phật tử chúng ta đều không chấp nhận thái độ nhận thức về sự khổ của chúng ta. Là chúng ta lấy đó làm, lấy đau khổ làm cái đề tài hay là cái đề mục để chúng ta thắp sáng cái tuệ giác. Cái nghĩa này rất rất quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài giảng này do Hòa Thượng Nhất Đẳng, vị biên soạn giáo trình và cũng là vị giảng sư giảng giải. Và bây giờ trước nhất là xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó sẽ cung kính Hòa Thượng giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tịnh Sư. Dạ, con xin phép được đọc bài. Phật Pháp Cơ Bản, phần 2, Khổ Đế. Phần 2 Phật Pháp, bài 28, Khổ Đế. Đau khổ trong Phật Pháp không phải là đề tài của triết lý, mà là thực tại mà bất cứ ai cũng phải đối diện. Điểm quan trọng là đối diện thế nào. Có thể thì như trường hợp muốn chữa trị căn bệnh thì trước hết phải hiểu rõ bệnh trạng. Sự nhận thức rõ tính cấp thiết của khổ đau giúp người tu giảm thiểu tánh giải đãi. Sự chảnh mãn xem thường ba ma đá là nguyên nhân gây ra vô số vấn đề đối lập, vấn đề đối với người tu tập. Chính do không ý thức rõ hiểm họa nên giải đãi. Cái nhìn về tánh phổ cập của đau khổ cũng giúp người tu tập không nuôi ảo tưởng về cảnh giới tái sanh trong tương lai và do vậy tập chú vào hiện tại. Một điều rất sai lầm thường xảy ra với người tu tập là luôn hướng đến kiếp sau hay được sanh về cảnh giới nào đó. Cái nhìn này thường tạo nên thái độ không quan tâm đến những gì xảy ra trước mắt. Nên hiểu tứ đế qua cả hai phương diện pháp học và pháp hành. Kinh Tứ Niệm Xứ, Trường Bộ và Trung Bộ đều nói đến pháp quán niệm xứ, mà trong đó có quán sát về tứ diệu đế đối với thân, tâm và những gì xảy ra chung quanh. Đoạn kinh sau đây nêu rõ sự quán sát đối với khổ qua cả hai phương diện lý thuyết cũng như tứ niệm xứ. Tôn giả Sariputta sau khi Thế Tôn đi không bao lâu liền gọi các tỷ kheo: Này chư hiền, thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Chư hiền, vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác chuyển vận ở vườn Lộc Quyển, chỗ chư tiên đọa tại Ba La Nại, vân vân, sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ về khổ diệt đạo thánh đế. Và này chư hiền, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, u não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Này chư hiền, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch tắc các căn, này chư hiền, như vậy gọi là sanh. Này chư hiền, thế nào gọi là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, gia nhân, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại, này chư hiền, như vậy gọi là già. Này chư hiền, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại,
sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vứt bỏ tử thi, này chư hiền, như vậy gọi là chết. Này chư hiền, thế nào là sầu? Này chư hiền, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là sầu. Này chư hiền, thế nào là bi? Này chư hiền, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than vang, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là bi. Này chư hiền, thế nào là khổ? Này chư hiền, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ, này chư hiền, như vậy gọi là khổ. Này chư hiền, thế nào là ưu? Này chư hiền, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ, này chư hiền, như vậy gọi là ưu. Này chư hiền, thế nào là não? Này chư hiền, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là não. Này chư hiền, thế nào là cầu bắt đắc khổ? Này chư hiền, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bắt đắc khổ. Này chư hiền, chúng sanh bị già chi phối, vân vân, chúng sanh bị bệnh chi phối, vân vân, chúng sanh bị chết chi phối, vân vân, chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u não chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, u não chi phối, mong rằng ta khỏi đương chịu sầu, bi, khổ, u não. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bắt đắc khổ. Này chư hiền, như thế nào là tóm lại năm thủ uẩn là khổ, như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, tức thức thủ uẩn. Này chư hiền, như vậy gọi là tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Trích kinh phân tích về đế, sách giáo viết phân giá xuất tá, Trung Bộ, bài 141, bản dịch của Hòa Thượng Xích Minh Châu. Tất cả những gì được đề cập trong khổ đế, bao gồm cả bản chất tự nhiên và phản ứng hay thái độ tạo nên sự khổ. Như bản chất của năm uẩn là có những hệ lụy mà chấp thủng năm uẩn khiến khổ đau tăng gấp nhiều lần. Rất khó tin khi nói rằng một trong những điều khiến chúng ta đau khổ nhiều là vì nhận thức sai lầm. Người tu Phật không hiểu sự đau khổ trong tâm trạng bi quan mà lấy đau khổ để thắp sáng tuệ giác. Trên phương diện pháp học, giáo nghĩa về khổ đế giúp khai thông cái nhìn toàn diện về thế giới và cứu cánh giác ngộ giải thoát. Trên phương diện pháp hành, quán niệm khổ đế để giúp hành giả thấy được bản chất tự nhiên của sự bất toàn đối với thân tâm và cả cuộc sống. Biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con đã cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học hôm nay. Và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ Hòa Thượng Tề Sư. Kính đại lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta dành thì giờ để đi vào khổ đế. Có lẽ là không cần nói nhiều thì là một người Phật tử mà thường nghe Pháp hay là xem kinh điển, tất cả chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng đây là một đề tài lớn.
đường tài lớn này không phải là vì chúng ta có quá nhiều đau khổ ở trong cuộc sống nên chỉ nên trở thành đề tài lớn, mà đây là một đề tài tất cả chúng ta cần có được cái nhìn với chiều sâu, nhìn thật rõ và thật kỹ. Vì vậy trong đề tài nó về tứ diệu đế đó, thì chúng ta đặc biệt là mỗi một pháp, dù là khổ đế hay tập đế, diệt đế, đạo đế đó, thì chúng ta dành riêng một bài. Có thể nói rằng khi chúng ta càng đọc, chúng ta càng quan sát về khổ, thì dần dà chúng ta nhận ra rằng cái hiểu của chúng ta về đau khổ đó thường nó rất là qua loa, hơi hận, chứ nó không có thực sự là chúng ta lắng nghe, suy nghiệm và đem vào lòng đầy đủ như là Đức Phật Ngài giảng giải. Chỉ có một chuyện này thôi, là nếu chúng ta có tu tập, có hiểu Phật Pháp, nhưng mà khi đối diện với những cái bất hạnh, đối diện với những mất mát của đời sống, mà chúng ta có cái phản ứng lồng lộn, phản ứng dữ dội, phản ứng đầy cảm xúc, thì điều đó cũng cho thấy rằng trong đời sống hàng ngày, chúng ta ít có chiêm nghiệm và ít có thấy sự khổ theo lời của Đức Phật dạy. Thật ra thì chúng ta không cần đi tìm sự đau khổ. Đau khổ vốn luôn luôn hiện hữu, nhưng mà cái nhìn của chúng ta, cái phản ứng của chúng ta khi gặp đau khổ đó, thì nó dựa rất nhiều vào chính sự hiểu biết, chính kinh nghiệm tu tập. Có lẽ là rồi chúng tôi có kể quý vị nghe một cái trường hợp mà chúng tôi xem là một trường hợp rất là đặc biệt. Trong cuộc đời tu của chúng tôi là đến thăm một người Phật tử ở tại bệnh viện trong những giờ phút sau cùng người đó ra đi. Và trước khi người đó ra đi thì chúng tôi và vị đó nói chuyện với nhau, nói chuyện rất là bình thường. Chúng tôi bước vào trong căn phòng thì vị này chắp tay và chào, sau đó nói lên cái niềm hoan hỷ là rất là hoan hỷ sư đến đây. Rồi chúng tôi đã cùng với vị đó để tụng kinh Tam Bảo. Sau khi tụng kinh Tam Bảo thuyết pháp và cũng dành thời giờ nói chuyện ngồi thiền với vị đó, nhắc lại những câu Phật cung, nhắc lại những câu trong kinh Pháp Cúng, và rồi vị đó rút hơi thở ra đi. Rất là hiếm hoi để chúng tôi có thể ngồi nói chuyện trực tiếp với người Phật tử mà người đó sống trong cái giờ phút lâm chung mà tỉnh táo như vậy, điềm tĩnh như vậy, sẵn sàng nói chuyện với cái chết như vậy. Và không phải chỉ giờ phút đó, mà khi người Phật tử này được bác sĩ báo là bệnh ung thư, vì đó gọi cho chúng tôi hay, vì đó cũng nói rằng không biết là bệnh ung thư vì bác sĩ nói, nhưng mà con nghĩ rằng mình tu rồi, theo Phật Pháp rồi, thì con không có nặng lòng về việc đó. Thưa quý vị, quả thật là người đó giữ được cái nhìn cho đến giờ phút cuối cùng, khi vị đó hiểu được lời Đức Phật dạy là cuộc sống là như vậy đó, bản chất là như vậy. Chúng tôi không có biết được là cái tâm thái của một người mà hoàn toàn đoạn diệt được phiền não đó, chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào. Nhưng mà đối với một người mà bằng xương bằng thịt mà chúng tôi trực tiếp được biết là khi vị đó biết mình giữ, biết mình bị ung thư và giữ tâm nhẹ nhàng, và đồng thời đối diện với cái sắp ra đi với cái tâm cũng nhẹ nhàng, tỉnh táo, thì đó là một cái minh chứng cho chúng ta thấy rõ là cái thái độ của chúng ta, phản ứng của chúng ta đối với thực tại đó, nó rất là quan trọng. Nó có một cái ảnh hưởng lớn đến cuộc sống này. Vì vậy,
chúng ta biết về sự đau khổ bằng những khái niệm chưa đủ. Chúng ta biết về sự đau khổ qua những mô tả chưa đủ, mà chúng ta phải biết về khái niệm, chúng ta biết về đau khổ đó như qua lời Đức Phật dạy. Đó là một thực tại, một thực tại mà có bên trong chúng ta, chung quanh chúng ta và cả tam giới này. Chúng ta biết về đau khổ đó là một nhu cầu cấp thiết mà chúng ta phải tu tập, chứ nếu không thì chúng ta sẽ bị đau khổ làm cho chúng ta bị dao động, rúng động, chấn động. Thì thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi còn nhỏ đó, có một lần chúng tôi ra chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn, lúc đó Hòa Thượng Viên Minh còn ở chùa Kỳ Viên. Và cũng lúc đó thì sau năm 75 thì có một vài những văn sĩ, những thi sĩ cũng thích lui tới Hòa Thượng, tại vì Hòa Thượng Viên Minh là một vị tu sĩ, nhưng mà Hòa Thượng rất là chúng tôi rất là có thịnh tình đối với những văn thi sĩ mà tương đối họ có cái tâm mà suy tư một chút. Thì lần đó chúng tôi có ra chùa Kỳ Viên và gặp Hòa Thượng Viên Minh, và lúc đó có một nhân vật mà có lẽ chúng tôi nói ra phần lớn cũng biết, đó là Bùi Giáng. Bùi Giáng là một nhà văn, là một nhà thơ. Mà theo chỗ chúng tôi biết thì dường như Hòa Thượng Viên Minh đó, thì cũng có quý, rất quý là Bùi Giáng. Thì bây giờ ông sống như một cách là giả điên, giả khùng, ngông, nhưng mà ông nói chuyện thì rất có hay. Ông nói chuyện về cách thuyết gia người này kia. Và hôm đó chúng tôi ra thì nghe bàn về câu chuyện, thì ông nói về trường hợp là bên Kitô giáo họ có một cái thành ngữ, tức là hãy mang vác cái cây thánh giá và cây thập tự giá. Cái thập tự giá tức là cái sự chuộc tội đời của loài người. Khi mà con người chịu quá nhiều cái tội lỗi thì Chúa Giêsu đã chịu tội thay thế cho loài người. Và còn có một cái danh tự tức là mang vác cái thập tự giá, như là một cái thái độ mà ở trong Phật giáo Đại Thừa có nói qua một cái câu gọi là nếu mà mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ví dụ như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, từ đầu chí cuối chúng tôi nghe chuyện đó thì có nhiều ý tưởng rất hay, rất là đẹp. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại đó thì phần lớn là triết lý. Dạ, phần lớn là triết lý. Tại sao chúng tôi nói phần lớn là triết lý? Đời sống của chúng ta có thể là chúng ta có những cái nhìn, có những cái nhân sinh quan về thế này thế khác. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có thực sự, chúng ta có thực sự cho mình đủ cái nghị lực, đủ cái bản lĩnh để đối diện với thực tại không? Chứ nếu chúng ta triết lý rồi, đến lúc mà chúng ta đối diện với thực tại đó mà chúng ta khổ đau thì chúng ta nó là cũng hoàn không thôi, cũng hoàn không thôi, chứ không có đạt được điều gì. Ở đây thưa quý Phật tử, chúng tôi trích một đoạn kinh, và nếu quý vị nào so sánh cái đoạn kinh này, ở cái đoạn kinh mình chúng tôi trích đây là kinh gọi là kinh phân tích về đế, bài kinh 141 ở trong Trung Bộ. Và nếu quý vị đem cái đoạn kinh này ngày Xá Lợi Phất thuyết so sánh với kinh Đại Niệm Xứ, đoạn kinh này so sánh với kinh Niệm Xứ Trung Bộ và Đại Niệm Xứ trong Trung Bộ, thì quý vị sẽ thấy rằng rất giống về phương diện pháp hành, tức là hướng dẫn để quán sát, hướng dẫn để quán sát tứ đế, để quán sát tứ đế ở trong chính thân và tâm của mình. Chúng tôi muốn nêu lên ở đây điểm này để chúng ta thấy rằng khổ đế nói riêng và tứ đế nói chung không phải là những cái khái niệm của triết lý theo trong đạo Phật, mà là những gì chúng ta cần lắng nghe, cần suy niệm, cần ghi nhớ và thường quan sát trong đời sống hàng ngày. Chúng ta nên hiểu rằng
Đức Phật không có cái mục đích giảng dạy giáo pháp để làm việc những đề tài triết học lý luận, mà tất cả chúng ta những người con của Ngài ngồi với nhau ở trong lúc mà đàm luận hay là tranh luận, hoặc giả là viết sách mà đem ra để mà nhào tới tán lui, nghĩ rằng đó là một cái gì có vẻ là hay ho, cái gì có vẻ là ý gì, và chúng ta bạch thảo Đức Phật không dạy chúng ta về giáo pháp với mục đích như vậy, và đặc biệt giáo lý tứ đế. Mà điều đó tương tự như là một vị thầy thuốc nói với bệnh nhân rằng có những cái triệu chứng như vậy, tức là bệnh như vậy, và bệnh đó là bệnh cần được chữa, là cần được ý thức rõ là cần được chữa, và chữa như vậy đó, thì chúng ta nên hiểu giáo lý tứ đế Đức Phật dạy được xem như là một cái sự trình bày, mà qua đó chúng ta có cái thái độ thực tiễn cho đời sống của chúng ta, hơn là ngồi đó để mà triết lý rộng dài. Về điểm này thì chúng ta nên tự nhắc, chứ nó không khéo đó, vì chúng ta dễ lọt qua, dễ lọt qua cái thái độ mà thường gặp là Phật pháp chỉ để triết lý vĩ mô, để cho có nhiều khi chúng ta thấy có những người mà khi học Phật pháp để bàn đó, thì nó hoàn toàn khác xa với cái đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta nói đến một điểm khác, mà điểm này đặc biệt hết sức là thiết yếu ở trong pháp hành, đó là cái tính đại đại của chúng ta, tính giải đại. Hay là nếu quý vị nào có đi chùa mà ngày xưa đó biết Phật giáo nguyên thủy vào thời xa xưa, thì các ngài như ngài Hậu Tông, ngài Giới Nghiêm, ngài Bụt Trơn, vân vân, các ngài thường dùng cái chữ mà ở bên ngoài chúng ta ít nghe người ta nói lắm, là dễ vui, và dễ vui có lẽ là một cái âm từ, một cái cách nói mà nó hơi chạy với chữ dễ ngươi, và dễ ngươi mà các ngài hay gọi là dễ vui, giống như trong trong bài kinh sám hối có cái câu mà dễ vui tam bảo hại mình, không phải tam bảo hại mình, tức là dễ vui đối với tam bảo, tức là hại mình, tức là dễ vui, tức là sự khinh lờn, không có nghiêm túc, không có nghiêm túc đối với tam bảo. Nhưng mà thật ra cái pháp dễ vui hay là cái pháp mà dễ ngươi giải đại đó, nó là một trong những cái trạng thái mà luôn luôn khi mà nói về pháp hành đó được đề cập rất là nhiều. Nếu quý vị tiếp tục theo dõi cái lớp pháp cú mà Hòa Thượng Đời Siêu giảng, thì chúng ta sẽ đi đến một cái phẩm đặc biệt. Và trong cái pháp cú nguyên tập phẩm đó là Đức Phật ngày giảng nhiều câu Phật ngôn, mà tất cả đều nói về cái sự tương phản giữa cái pháp gọi là dĩ ngươi hay là giải đại, và cái pháp không dĩ ngươi, không giải đại, không giải đại. Cái pháp này đó, nó là một điều rằng ở trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta sống bằng thái độ chúng ta sống bằng một thái độ thiếu nghiêm túc, chúng ta sống bằng thái độ gọi là có cũng được, không có cũng được. Thì thưa quý vị, cái đó không phải là cái nhìn tứ đế. Khi mà chúng ta hiểu về giáo lý tứ đế và hiểu thật sự đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta không có nghiêm túc, chúng ta không có tích cực trong đời sống, thì chúng ta có thể dễ dàng bị nhận chìm bởi cái dòng thác của cuộc sống. Nếu chúng ta không có nghiêm túc, thì có thể là khi mà mình còn khỏe, mình còn có sức, còn có sức lực để tu tập, thì mình không làm. Nhưng mà tới khi những cái hệ lụy khổ đau, những cái bệnh tật đến, thậm chí cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Một đạo hữu mà chúng tôi nói với quý Phật tử là mất ở bệnh viện đó, mà chúng tôi gặp tuần trước đó. Thật ra cách đây một năm đó, thì đạo hữu đó là một người mặc dù cái tuổi 74, 75 lúc đó, nhưng mà đạo hữu khỏe lắm. Đạo hữu là người có cái đặc biệt là rất là hảo tướng, rất là đẹp, rất là khỏe. Ngay cả khi lúc đạo hữu mất cũng còn rất là khỏe. Nhưng mà
khi mà đang khỏe như vậy đó, rồi bỗng nhiên có một ngày đạo hữu nói chuyện cái lưỡi nó hơi cứng một chút, thì đạo hữu nghĩ rằng nó bị đạn hay bị gì một hai ngày thôi. Sau đó thì nó càng lúc càng nhiều, đạo hữu mới đi bác sĩ, và bác sĩ nói là đạo hữu bị ung thư. Dạ, ung thư. Rồi từ cái bị ung thư đó chưa tới một năm thứ vị đạo hữu qua đời. Dạ, nó là một cái bài học để cho chúng ta thấy rằng cái chết có thể đến bất cứ ai, dù cái người đó có khỏe, nhìn ở bên ngoài chúng ta không biết được. Và cũng không lâu ở tại chùa cũng có một Phật tử là một bác sĩ mới 50 tuổi, thưa quý vị, bác sĩ rất là thành công mới 50 tuổi, rồi trong lúc tập thể dục rồi đột ngột ra đi. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có một cái luận cứ hay là có cái cơ sở gì để đoan chắc rằng và người này sẽ sống lâu, người chết yếu. Thậm chí người ta còn coi tử vi là người này sống lâu, người chết yếu theo tử vi thôi, rồi theo cái tướng vân vân. Nhưng mà đối với chúng tôi, nói thật với quý Phật tử là chúng tôi hoàn toàn không tin điều đó, bởi vì không có cái tuổi nào nhất định là phải sống chừng đó, và cũng không có một cái tướng khách nào mà khẳng định người đó sống lâu, người chết yếu hết. Và chúng tôi thấy có những người mà tướng rất đẹp, rất hảo, mà rồi cũng phải chết thôi. Và tất cả người con Phật thì luôn luôn có một cái nhìn là Đức Phật dạy sự đau khổ là một cái vấn đề cấp thiết, mà vấn đề đó một người có ý thức cần phải đối diện một cách nghiêm túc, để làm chi để chúng ta xóa đi cái mà chúng ta gọi là sự giải đãi. Giải đãi hay dễ vui đó là một cái pháp đó, mà rất là thường được Đức Phật ngài nhấn mạnh trong nhiều bài kinh. Rất tiếc là ở trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, thì chúng ta hay đưa ra những cái triết lý này những cái kia nhắc nhở, nhưng mà chúng ta lại ít có nhắc đến cái pháp này. Nhưng mà kỳ thật cái pháp này là một pháp được Đức Phật ngài nhấn mạnh rất là nhiều về cái bản tính gọi là sống ơ hờ, sống có vẻ như là chẳng có cái gì quan trọng, chẳng có cái gì mà gọi là phải nhanh chóng kịp thời để đối diện hết. Nó tương tự như là bây giờ mình bị ung thư, và ung thư nó đi qua nhiều cái giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà chúng ta bị khám là bị ung thư rồi mình ngồi đó mà mình ô tới đâu hay tới đó thôi, thì thật sự nó sẽ đến rất nhanh nếu chúng ta không có chữa trị. Thì cái tính mà gọi là giải đãi, dễ ngươi ở trong cuộc sống coi thường, và nó là một cái điểm rất là quan trọng trong Phật pháp. Và nếu mà quý vị Phật tử không tin điều đó thì quý vị có thể nêu lên câu hỏi với Hòa Thượng Từ Siêu hay là với tất cả chư tăng mà có đọc kinh, thấy ở trong kinh nói rất là nhiều, rất là nhiều về điểm này, nhiều lắm. Bởi vì chúng ta sống giống như là mình còn 100 năm nữa để sống, chúng ta sống giống như là đường còn rất dài, chúng ta sống giống như là không sao hết, nó là sao cũng được, tại vì mình còn có nhiều cơ hội làm lại. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật ngài cho chúng ta biết là cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào, thậm chí tranh thì xảy ra bất cứ lúc nào, nạn đói thì xảy ra bất cứ lúc nào, những cái hiểm họa đời sống xảy ra bất cứ lúc nào. Và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ngồi thoải mái trước máy để mà nghe chư tăng thảo luận Phật pháp ở trong bao thoát. Không phải lúc nào buổi sáng chúng ta cũng có thể đi ở trên những con đường mà có chim hót, có hoa nở. Không phải buổi sáng lúc nào chúng ta thấy gì cũng khỏe đâu. Dạ, cái chết thì bất cứ lúc nào. Thành ra ý thức về sự đau khổ đó, dạ, ý thức về sự đau khổ nó có một phần liên quan đến cái thái độ là sống một cách nghiêm túc, một cách thực tế, không có ơ hờ, không có giải đãi trong đời sống. Và đó là một khía cạnh hết sức là quan trọng. Và trong một cái khía cạnh khác mà chúng ta cũng phải đề cập đến ở tại đây, thưa quý vị, chúng tôi gặp rất là nhiều Phật tử, những người Phật tử học Phật pháp rất lâu thì cứ nguyện là kiếp sau con sẽ sanh về cõi này, kiếp sau con sẽ vãng sanh về chỗ kia, kiếp sau muốn được cái này, muốn được cái kia. Thì chúng tôi không nói rằng các vị đó hoàn toàn vô lý hay là các vị đó hoàn toàn sai,
hay là điều đó hoàn toàn đi ngược lại Phật dạy, thì quá thật Đức Phật ngài dạy cũng có đời sau, cũng có kiếp sau, cũng có cõi vui và cũng có cõi khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta học Phật pháp mà cứ nghĩ rằng mình làm phước, mình tu tập để kiếp sau mình được hưởng cái này, mình sanh về cõi kia, thì chúng tôi phải nói thưa quý vị, đông đó đó, chúng ta chưa có học về giáo lý tứ đế và đặc biệt là khổ đế một cách tuần tận. Tại vì cái pháp về khổ đế đó, nếu chúng ta học kỹ thì chúng ta thấy rằng khổ nó mang đặc tính phổ quát, khổ mang đặc tính phổ cập, khổ mang đặc tính tính là toàn diện. Trong ba cõi, dù là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi nào cũng khổ. Trong cái cảnh khổ cũng có khổ, mà trong cõi vui cũng có khổ. Và ở trong cái trạng huống gọi là sanh diệt á, thì nó có bất cứ ở cảnh giới nào. Dạ. Và khi mà đến một cái mức độ nào đó trong cuộc sống của chúng ta đó, thì thật ra đối với sanh diệt á, thì dù là ở cõi trời đau lợi đấu xuất, nó cũng giống như cái người thôi, cũng có sanh diệt. Và đối với những sự sanh diệt đó, thì chúng ta phải nói rằng mình sanh làm con người, là một người ở mang cái thân nhân loại đó, thì chúng ta có nhiều cái cơ hội tu tập hơn là chúng ta mang cái thân của các vị chư thiên. Nếu quý Phật tử nào có theo dõi cái lớp Tư Ưng Bộ đó, thì chúng ta sẽ bắt gặp một số các bài kinh khi mà một vị tỳ kheo ni ở trong rừng sâu và ác ma hiện đến, thì ác ma có hỏi là vị đó không thích thú điều gì, thì vị đã trả lời rằng không có ưa thích sự tái sanh. Và ác ma có nêu lên các cái cảnh giới như là đạo lợi và ma đối xuất những cảnh trời rất là vui, tại sao không tái sanh. Thì vị tỳ kheo ni trả lời, và ở trong cái câu trả lời của vị tỳ kheo ni đó, nói rất là rõ về khổ đế được dành trong đời sống thế nào, mà vị này không có khoan hỷ để sinh vào cõi đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị rằng chúng tôi không có cái ý bài xích nói rằng người sanh về muốn sanh về cõi trời, sanh về cõi an lạc là điều sai lầm. Chúng tôi tụng kinh hồi hướng, chúng tôi cũng mong cho chúng sanh, mong cho Phật tử khi mất đi được sanh về cõi an lạc, chứ không phải là chúng tôi bài xích về chuyện đó. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái tầm nhìn thật kỹ, thật rõ về giáo lý tứ đế đó, thì chúng ta sẽ đem cái sự chú ý của mình hướng vào trong đời sống hiện đại, thắp sáng cái tuệ giác bây giờ ở đây, hơn là chúng ta ngồi đó chứ để mong rằng mai mốt mình kiếp sau mình đi về cõi đó, mình hưởng cõi đó. Bởi vì thật ra trong ba cõi, cõi nào cũng có sự diễn diễn sự khổ hết. Và phải coi chừng là đôi khi chúng ta sanh về các cõi trời, chúng ta lại ít có cái cơ hội để chứng kiến, để mục kích, để suy nghiệm về sự khổ. Chúng tôi lấy ví dụ như là cũng nhờ chúng tôi đi tụng kinh nên chúng tôi có những giờ phút ngồi ở bên giường của những Phật tử sắp ra đi. Cũng nhờ chúng tôi đi tụng kinh nên khi chúng tôi có thỉnh thoảng, không phải thỉnh thoảng mà rất thường, có chứng kiến được những cái chết. Mà cái chết nó đến cho người rất trẻ, người rất là thành đạt, người rất là giàu có, thế này thế kia, thì điều đó tự nhiên nó nhắc cho chúng ta một điều là cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái chuyện như vậy đó, nó ít khi xảy ra trên cõi trời. Và chúng ta cứ tưởng tượng là ở trên cõi trời, chư thiên sanh ra là do có phước và hưởng thiên lạc, hưởng thiên phước ở trên đó. Thì cái cảm nhận về đau khổ nó không có nhiều bằng cõi người chúng ta. Và không nhiều đâu. Nếu mà một người Phật tử mà có đọc kinh sách và có hiểu biết đó, thì thấy rằng thật ra sanh làm người đó là cái cõi dễ tu nhất. Chúng ta không có mong sanh về cõi khác. Nói thẳng ra là chư vị Bồ Tát khi mà trau dồi ba la mật hạnh thì các ngài, thưa quý vị, các ngài thường sanh về cõi người để quân tu ba la mật. Nếu sanh về cõi trời hay sanh về cõi phạm thiên trời dục giới, phạm thiên sắc giới, phạm thiên bốn sắc giới, nhất là phạm thiên bốn sắc giới, thì kể như là chỉ hưởng cái hạnh phúc của thiền. Và trừ khi có một số điều kiện rất đặc biệt mà của những vị đã đắc đạo chứng quả hữu học như tu đầu quần, tu đà mã na hàm có thể tiến lên, còn lại đó thì thứ gì rất ít cái khả năng để tu tập như là trong thế giới loài người. Và do vậy tại sao chúng ta cần trở lại với giáo lý tứ đế để học từng pháp mục, tại sao chúng ta nên học về cổ đế, để chúng ta
nhận thức một điều là nếu chúng ta học Phật pháp đúng nghĩa, hiểu Phật pháp thật sự là đúng đó, thì chúng ta sẽ dành phần lớn cái nỗ lực, phần lớn cái sự quan tâm của chúng ta vào trong kiếp hiện tại. Và chúng ta không có ngồi đó để mong rằng mong kiếp sau mình vãng sanh chỗ cảnh giới này, mong kiếp sau mình tái sanh vào cảnh giới kia. Tại vì ở đâu nó cũng sẽ hiện diện của khổ hết. Dạ, đâu hiện còn. Chúng ta nhớ mà Thượng Minh và thường có một cái câu. Dạ, một cái câu thơ răng ngắn nhưng rất là dễ thương. Đâu cũng là biển cả, ngày chi ta cũng chèo. Dạ, đâu cũng là biển cả. Dù là ở trong tam giới, trong ba cõi, chúng ta cũng là trong nằm ở trong trầm luân khổ hải hết. Thì thưa quý vị, đối với người Phật tử hiểu khổ đế lại có một cái lời dạy là chúng ta không quá cố chấp, lúc nào cũng nói là con nguyện sanh về là công dân cõi cực lạc, con nguyện kiếp sau sanh về cõi trời, con nguyện kiếp sau sanh về cõi này, cõi đấu xuất, cõi này cõi kia. Tại sao mình nguyện sanh về cõi đó mà mình không có đem cái tâm quán sát, đem cái tâm quán niệm hướng vào thân tâm ngay trong giờ phút này? Tại vì quả thực ở trong cõi người là cõi mà chúng ta có rất nhiều cơ hội để tu tập. Về điểm này đó, quý vị Phật tử nên đặt thành một vấn đề, và nên đặt thành vấn đề rõ là cái, nếu chúng ta thấy rằng sự tu tập đó là một cái sự quân tu ba la mật hạnh, sự tu tập đó là một điều tốt, thì ngay trong kiếp hiện tại như là chúng tôi và quý vị đang nói chuyện ở đây, là chúng ta có cái điều kiện tốt hơn bất cứ chư thiên phạm thiên ở những cái cõi trời an lạc, và thậm chí ở cõi đời đó cái thiên lạc thiên phước có khi làm che mắt các vị đó, khiến cho các vị ít cảm nhận sự đau khổ và có điều kiện tu tập hơn. Không có nghĩa là chúng ta hơn các vị đó, nhưng mà trước khi những tu tập đó, thì chúng ta có cái lợi thế hơn các vị đó rất là nhiều. Và bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn đề cập đến một điều, và điều đó cũng chính là cái trọng điểm của bài học ngày hôm nay, là tứ đế, cũng đặc biệt là khổ đế đó. Và bài hôm nay chúng ta nói khổ đế đó, thì đều là cái pháp chuẩn mực, nền tảng cho cả pháp học và pháp hành. Dạ. Chúng tôi khẳng định điều này là với một cái trích đoạn bài kinh sau đây đó. Bài kinh sau đây là bài kinh mà tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà Đức Phật Ngài nhắc chư tỳ kheo về bài kinh Chuyển Pháp Luân, và xong rồi Ngài đi vào trong tịnh xá, Ngài đi vào trong hương thất đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất còn lại tiếp tục với chư tỳ kheo, và tôn giả đã cùng với chư tỳ kheo để ôn nhắc lại lời dạy của Đức Phật, và Ngài đã nêu lên cái chi tiết của tứ đế. Và nếu quý vị nào đem so sánh cái đoạn kinh này với cái so sánh cái pháp quán niệm xứ ở trong kinh Đại Niệm Xứ của Trường Bộ hay là kinh Niệm Xứ của Trung Bộ, thì chúng ta thấy rằng hoàn toàn giống nhau. Có nghĩa là cái giáo nghĩa về sự khổ, sự nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự khổ không phải chỉ là lý thuyết của Phật học, mà là những áp dụng thực tiễn của pháp hành. Có nghĩa là những điều này có thể được quan sát trực tiếp ở ngay trên thân tâm của mình và trong hiện tại, thì chúng ta phải hiểu là như vậy. Thế đi thưa quý vị, chúng tôi cũng nên cũng nhắc điều là trong phần này đó thì không có nói đến cái gọi là thương phải xa, ghét phải gần. Dạ, thương phải xa, ghét phải gần. Nó có một cái lý do, dạ, có lý do mà chúng tôi sẽ nói sau, mà chỉ nói là muốn mà không được. Dạ, muốn mà không được. Thì thật ra chúng ta cũng nên hiểu rằng cái thương phải xa, ghét phải gần đó, thì nó cũng nằm ở trong cái muốn mà không được. Dạ. Ở đây nó chỉ được đề cập đến, nhưng mà cái đặc biệt là Ngài đã nói rất rõ năm cái tâm thái, năm cái tâm lý của chúng sanh, đó là sầu bi khổ ưu ai hay sầu bi khổ ưu não, mà chúng ta sẽ đào sâu, sẽ bàn vào.
Thì đoạn kinh này lại là một cái trình bày rộng hơn, không có tóm tắt như là ở trong kinh Trường Pháp Luân. Ở trong kinh Trường Pháp Luân đó, Đức Phật ngài dạy rằng thế nào là sự thật ví dụ về khổ. Này chỉ thì kheo, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, thương tại xa là khổ, ghét về gần mà khổ, muốn không được mà khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Yeah, đó là định nghĩa. Bởi vì lúc đó Đức Phật nói về khổ và năm vị kiều trần như đó, đặc biệt là tôn giả Quân Anh Giá, thì các ngài là bậc thông tuệ. Thật ra Đức Phật này không có đi sâu vào hơn, không cần phải bàn rộng. Và cái bố cục như vậy nó vẫn hợp với kinh Trường Pháp Luân. Tuy nhiên trong cái sự tu tập đó và quán sát đó, hay là trong một cái pháp hội mà chi thì kheo có thì giờ để mà suy tư, thì tôn giả Xá Lợi Phất đặc biệt nhấn mạnh lại cái tính cách bàn sâu rộng, thế nào là sanh, thế nào là già, thế nào là bệnh, thế nào là chết. Thì ngài đưa ra một số các cái hiện tướng mà cái hiện tướng có thể bắt gặp, có thể tìm thấy, có thể mục kích trong cuộc sống của chúng ta rất là dễ dàng để thấy, để nhận ra. Ví dụ như nói về sự sanh, sanh ra là khổ. Thì thật ra thưa quý vị, chúng ta thường không thấy sự sanh là khổ, mà chúng ta quên hẳn đi. Chúng ta không còn nhớ cái khổ của cái sanh, và vì không còn nhớ nên chúng ta cứ nghĩ rằng chuyện ấy không có chuyện gì phải quan trọng trong cuộc sống của chúng ta hết. Ngay cả cái chuyện mà bị đứt tai hay là bị té nhập đầu lúc mà 1-2 tuổi mình cũng nhớ, thì nói gì tới cái khổ mà ở trong bụng mẹ, nói gì về cái khổ khi mà mình sanh ra từ cái thai bào ra cuộc sống bên ngoài, mình không còn nhớ, mà không còn nhớ kỹ như không. Giống như là một người uống rượu mà bị té, bị đau, nhưng mà lúc đó người đó không có tỉnh táo, không thấy đau, thức dậy thấy bầm, nhưng mà cũng không cảm thấy đau, mà mình có cảm tưởng như vậy. Và thậm chí là con người chúng ta thì chúng ta còn có ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật, đôi khi ngày sinh nhật là ngày mà chúng ta chào mừng, chào đón rất là nhiều. Chúng tôi đang xây một cái chúng tôi đang xây một cái phòng triển lãm về pháp ảnh lục. Đó là những cái tranh tượng liên quan đến cuộc đời của Đức Phật và Phật Pháp, và qua những cái biểu tượng, những tác phẩm nghệ thuật ở tại chùa Pháp Luân thứ này. Và trong số tác phẩm nghệ thuật này đó, có một cái việc mà chúng tôi rất là, có một điểm mà chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ khi mà mình có được, đó là một cái sự dây lồi tối. Dạ, sự dây lồi tối cũng hơi lớn, nhưng mà không biết vì lý do gì đó mà người ta đem ta thép vàng. Dạ, thép vàng là rất là đẹp. Thì nghĩ đến lồi tối là nghĩ đến cái gì đó buộc, nghĩ đến nặng nề. Nhưng mà chúng ta lại đem ra chúng ta thép vàng. Chuyện nó hơi ngược đời ha. Có chuyện gì đâu mà lồi tối, có chuyện gì đâu mà phải thép vàng. Nhưng mà điều đó nó sẽ rất là ngược đời khi trong cuộc sống của chúng ta có những cái nỗi khổ mà chúng ta lại tôn vinh nó, chúng ta là thép vàng đó. Thí dụ như là sự sanh chẳng hạn. Mỗi lần mà chúng ta tổ chức sinh nhật, giống như là mình đem cái dây trói cột mình và mình thép vàng mình. Thì nó đúng là ngược đời. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ của chúng ta, đó là cái sống của chúng ta. Thì cách đây khoảng chừng một tuần nữa, chúng tôi gặp một cái cảnh mà không có nói ra nhưng mà rất là khó chịu. Và khó chịu lắm, đó là ở trong chùa có một cái sự việc là có một cô chuột chùa. Dạ, cô chuột chùa ở Texas á. Cô chuột chùa này bị con chó ở chùa giết chết, thưa quý vị. Dạ. Nhưng mà điểm làm cho chúng tôi cảm thấy rất là khó chịu, đó là khi con chuột chùa này nó chết, nó là con chuột mẹ mà có 4-5 con chuột con và đang bú vào cái xác mẹ. Dạ. Và rồi quý Phật tử kêu chúng tôi ra đó, thì thật sự chúng tôi không biết phải làm gì đối với những con chuột con này. Dạ. Chúng tôi thật sự không biết làm gì, tại vì chúng tôi biết là chúng tôi không thể nuôi và cũng không nên nuôi nó. Làm sao mà biết cách nuôi không nên nuôi.
Và ở trong cái tâm thái của chúng ta thì chúng ta hiểu rằng người con nhỏ sinh ra mà không có mẹ là khổ rồi, nhưng mà phải chịu đựng cái lạnh cái nóng, chịu đựng cái đói khát để chờ chết đó là khổ. Nhưng mà bây giờ nuôi chủ con, chúng tôi biết cũng phải làm gì, là cứ bị làm cái gì. Thật ra nó là một chuyện hết sức là có chịu. Ví dụ như chúng ta gặp một con chó mà nó đói, chúng ta cho nó ăn được, nó bị thương thì mang bó được. Bây giờ gặp chuột mà là chuột con nữa, năm sáu con, biết chúng ta biết nuôi sao, chẳng lẽ nuôi hai ba bữa rồi mình bỏ. Cái chuyện mà nuôi chuột là chuyện không nên. Chúng tôi thực sự rất là lúng túng, không biết làm gì. Nhưng mà ngày hôm sau chúng tôi ra thì nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống. Và chúng tôi đứng, chúng tôi nhìn, chúng tôi nhớ rằng Đức Phật Ngài có dạy sanh là khổ. Khi mà mình sanh ra đời đó, ở trong bụng mẹ, thì mình hoàn toàn là bất lực, không làm gì hết. Cái nóng, cái lạnh, thậm chí bà mẹ hút thuốc, uống rượu, xài cần sa, ma tí, hay bà mẹ ăn uống những thứ mà ảnh hưởng đến thai nhi, thì thai nhi hoàn toàn bất lực. Và chúng ta nói trong ảnh người đó, và thai nhi không làm gì được hết. Và càng ngày đó, thì chúng ta càng hiểu được là có rất là nhiều những vấn đề của thai nhi. Mà bác sĩ, những bác sĩ về sản khoa ngày nay đó, họ theo dõi các bào thai đó, họ có thể cho biết được. Thí dụ như trong cái bài kinh này có cái chữ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là hoạch đắc các căn. Hoạch đắc các căn ở đây tức là hình thành những cái cơ phận. Hình thành những cơ vận. Cái thai nhi từ trong cái phôi thai mà nó sinh ra, nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và những cái lục phủ ngũ tạng đó, gọi là hoạch đắc các căn. Thì thưa quý vị, y khoa ngày nay họ tiến bộ đến nỗi mà họ có thể biết được một thai nhi có vấn đề về tim nha. Vấn đề về tim. Và nhiều khi họ có thể chữa trị kịp thời được để cứu sống thai nhi. Và thai nhi có rất nhiều bị bệnh. Rất nhiều bệnh. Và nếu mà mẹ, tức là thai phụ đó, mà không có kỹ lưỡng đó, thì có khi uống những loại thuốc, mà những loại thuốc này đó, nó kỵ với thai bào, hay là dùng rượu và thuốc lá ảnh hưởng đến thai nhi. Tức là trong thời gian mà bà mẹ bụng mang già chữa như vậy đó, nếu mà không cẩn trọng thì thai nhi bị khổ nhiều điều lắm. Và nếu chúng ta nghĩ rằng mình chỉ biết mình mới khổ, còn không biết không khổ, thật sự nó có khổ. Thật sự có khổ. Ngay cả khi chúng ta chào đời đó, cái tiếng khóc đầu đời á, mình nghĩ rằng mình không còn nhớ nữa thì đâu có khổ, nhưng lúc đó khổ. Thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, chúng ta biết nghe như vậy. Khi mà chào đời thường là người ta khóc. Khóc. Cái khóc đó để nói lên cái cảm giác khó chịu. Khó chịu trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới khi rời khỏi bụng mẹ. Thì nếu chúng ta có hiểu và nhìn trong phương diện y khoa, nhìn phương cuộc sống vân vân đó, thì quả thật cái tiến trình mà con người từ lúc là một cái phôi thai của bụng mẹ tới chào đời đó, nó trải qua muôn ngàn cái khổ mà chúng ta không biết được. Chúng ta có thể, chúng ta đã quên đi. Thành ra cái sự thụ thai, cái sự hình thành thai sai bào, rồi sự sanh ra, ở trong là dịch nhiều cái chữ mà quý vị, thật ra khi chúng tôi trích bài kinh trên đó, thì chúng tôi không có thời giờ để chúng tôi dịch lại bài kinh. Nhưng cái sự sản sanh, xuất sanh này đó thì quý vị nên hiểu rằng khi mà đề cập đến cái sanh đó, thì chúng ta nên hiểu là lúc thụ thai, lúc mà được hình thành, lúc mà các căn được hình thành, nó trải qua tức là một tiến trình, một cái tiến trình để tồn tại từ lúc thụ thai cho đến lọt lòng mẹ. Và ngay trong lúc lòng mẹ sanh ra đó, thì những cái chữ này mà ở trong bài kinh này dịch thì có lẽ là quý vị nghe cũng hơi khó hiểu, nhưng mà thật ra thì nó không từng sự xuất sanh, xuất sản, xuất thành, tái sanh, cái sức thành, sức sản, sức thành, những chữ này thật của tôi nghiệp quý Phật tử. Khi quý đọc kinh, quý vị cũng biết nói cái gì, nhưng mà đại khái đó là sự thụ thai hết,
Dạ, sự tự thay. Rồi cái quá trình được hình thành của thai bào. Dạ, rồi cái sự hình thành các cái căn, các cơ quan, lục phủ ngũ tạng của vật thì, và sự sinh ra đời. Đó, chúng ta nên hiểu như vậy. Thì nguyên cả một cái quá trình qua trong nhiều giai đoạn đó đó, thì nó chứa đầy cái hệ lụy. Và lúc đó thai nhi thì thật sự rất là non nớt, chỉ có thể cảm nhận một điều, và cảm nhận điều duy nhất, đó là cái đau của thân, chứ chưa có biết suy nghĩ nhiều, và cái đau của thân. Chúng tôi nói điều này thì có lẽ là chúng tôi đọc trong sách, chúng tôi không có kinh nghiệm, là ông không có kinh nghiệm, nhưng mà những Phật tử nữ nào mà có gia đình, có con cái thì quý vị hiểu là có đôi khi những đứa con ở trong thai bào nó cọ quậy, nó làm đau bụng mẹ. Thì người ta nói nó cọ quậy đó, một phần là do nó lớn nhưng mà cọ quậy, phần nữa đôi khi cái nóng, cái lạnh, cái khó chịu nó cũng cọ quậy, chứ không phải là nó còn nhỏ mà nó không có biết trải qua đau khổ. Đôi khi chúng ta nghe nó sanh là khổ thì chúng ta không có mừng tượng được cái khổ của sanh đâu. Nhưng mà đối với các bác sĩ mà về sản khoa đó, họ biết thai nhi hình thành trong từ khúc một đó, thì họ có thể cho chúng ta một cái hình ảnh rất là xác thực là ở trong bào thai, thai nhi trải qua bao nhiêu cái hệ lụy khổ đau và khi sanh ra đời cái khổ như thế nào. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi còn nhỏ đó, bây giờ thì chắc khác rồi, là hồi nhỏ đó là ở miền quê, khi mà đi sinh con á, thì không có bác sĩ, chứ quý vị không bác sĩ như bây giờ đâu. Ở bên Mỹ chúng tôi biết là những cái người mà gọi là đỡ đẻ đó là không phải là những bà mụ mà là bác sĩ về sản khoa. Chứ ngày xưa như Hòa Thượng Đại Siêu hay cá nhân chúng tôi hay là anh em trong nhà đó, hồi nhỏ mà mẹ có thai mà đi sinh thì chúng tôi nhớ là chỉ có bà mụ thôi, và các bà mụ ở miền quê đó, và những bà này giống như là những y tá mà rất là thành đạo chứ không phải là bác sĩ. Và có rất nhiều trường hợp mà đẻ khó, có những trường hợp mà gặp những vấn đề mà bà mẹ chết mà thai nhi cũng chết mà không chữa được, tại vì nó quá xa bệnh viện, và thật ra thì không có đủ dụng cụ, và những bà mụ là có thể đỡ đẻ thôi, chứ cũng không thể nào mà gặp những trường hợp như vậy mà có thể làm được ngày hôm nay đó. Người ta thậm chí có thể giải phẫu đem đứa con ra ngoài nếu sinh khó, chứ thời đó không có đâu. Thật ra phải nói là cái chuyện sinh ra đó nó là một cái khổ ải mà ở trong ca dao Việt Nam chúng ta có nói rằng đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, tức là người đàn bà khi sinh ra là giống như trải qua một cái đi vượt biển mà đi một mình vậy đó. Giờ một mình thì ngày xưa chúng tôi ở miền quê đó, cái trường hợp mà trẻ em sinh ra mà chết đó, thì rất là nhiều, cái tỷ lệ rất là cao, và có nhiều trường hợp thai phụ, tức là những người phụ nữ mang thai đó, chết khi sinh có nhiều thứ thì chỉ có phải ít. Bây giờ thì điều kiện chúng ta tốt hơn, nó khác, nhưng mà ngày xưa vậy đó. Thì nói chung là nếu chúng ta có dịp được đọc, được hiểu về cuộc sống á, thì sinh là một khổ, dạ, sinh là khổ, và rồi già là khổ, già là khổ. Nói già là khổ thì chúng ta nhớ đến Hòa Thượng Hồ Giác, dạ, tức là Hòa Thượng Hồ Giác. Ngày xưa ngày cuộc sống có lần ngày nói chúng tôi một câu, ngày nói là Giác Đẳng chưa có tới 60 tuổi, nhưng mà tới 60 tuổi rồi thì Đẳng biết là cái thân mình nó kỳ lắm. Dạ. Có nhiều khi hôm qua nó khỏe, hôm nay nó bệnh. Có nhiều khi hồi tối không thấy gì, buổi sáng tự nhiên tục rút. Tự nhiên nó có vấn đề này, vấn đề khác. Thì ngài nói thì chúng tôi cũng nghe, cũng dạ. Nhưng mà thứ thì bây giờ nhắc lại thì cảm thấy rất là thấm thía. Bởi vì với thật sự là cái sự lão hóa đó, nó dẫn đến sự suy tàn rất là nhiều. Dạ. Chúng tôi sống ở chùa có gặp những người phật tử đi chùa mấy chục năm đó, thì chúng tôi trẻ trung mạnh khỏe, bây giờ lớn tuổi thì bắt đầu già suy tàn tóc bạc, và mặc dù ở bên Mỹ thì tương đối người ta cũng giữ rất là tốt đó, là dinh dưỡng đầy đủ và cuộc sống có thuốc men đầy đủ và người ta nhuộm tóc trẻ nó chậm đi, nhưng mà ai cũng bị già, dạ, ai cũng già hết. Ở chùa có một Phật tử mà biết Hòa Thượng Đại Siêu ở Việt Nam và qua đây đi chùa chúng tôi rất lâu. Bây giờ thì Phật tử nó đi đến chùa thứ gì đi chậm chậm, dạ, đi chậm chậm, tại vì lớn tuổi rồi. Khi chúng tôi gặp vị đó thì chúng tôi lại nhớ đến cái
cái sự khác biệt. Dạ, rất khác biệt khi mà còn trẻ nhanh nhõng như thế nào và đời sống ra sao. Bây giờ thì quá thật là đúng là cái cuộc sống CV. Dạ, một khi mà dạ quý vị chờ chút thì chút. Nhưng một khi mà cái già nó đến đó, thì nó có những điều khiến cho chúng ta thấm thía, rất thấm thía về cái tiến trình lão hóa. Mà thực sự nếu chúng ta nghiệm cho kỹ đó, thì mỗi một ngày, mỗi một giờ trôi qua đó, thì chúng ta đang đi gần đến cái chết. Có nghĩa là cái tiến trình lão hóa đó nó đã xuất hiện rất sớm, chứ không phải chờ cho đến khi mình lưng còng má hốp da nhăn thì mình có già đâu. Dạ, cái tuổi thọ chúng ta rút ngắn lại gọi là lão hóa. Dạ, khi mà cái khởi điểm của sự sanh ấy, thì bắt đầu nó đã dẫn đến già rồi. Nó giống như quý vị mới mua chiếc xe ở bên biển này, người ta hay lượng giá theo cái mileage, tức là cái số mile, cái số dặm hay là số cái cây số mà xe chạy. Dù chiếc xe đó hồi mới mua có tầm mấy chục mile, rồi mình chạy thì ra là 20 mile, rồi 20.000 mile, rồi 40.000 mile, mà chiếc xe đó tới 100.000 mile, kể như là người ta nói rằng đã rất là cũ rồi. Nếu người có tiền họ phải đổi xe mới rồi. Thì mỗi một mile mà chúng ta chạy đó là nó dẫn đến một cái sự rút ngắn cái trữ lượng tuổi thọ còn lại. Dạ, già như vậy, bệnh là chúng ta khỏi nói. Dạ, bệnh chúng ta khỏi nói thưa quý vị, cái bệnh đó là sự trục trặc của cơ thể. Dạ, có phước lắm thì ít bệnh, nhưng mà ai cũng bệnh trong đời sống hết. Dạ, chúng tôi nói quý vị là một Phật tử mà mới mất ở chùa đó, rất là khỏe, người rất là đẹp đẽ, vậy mà chỉ mới có một không tới một năm nữa phát hiện cái lưỡi có bị ung thư, mà rồi tuần rồi là mất đi. Thì cái bệnh đó thì quý vị, nó có thể đến với chúng ta trong nhiều cái hình thức, nó đến bất lúc nào. Và chết, dạ, nếu chết mà là một cái chung cuộc mà làm cho chúng ta là nhẹ bước ăn mây thì đâu có gì đâu nói, nhưng mà chết khổ chết khổ lắm. Chúng tôi nói quý vị nghe là trong 1.000 người chết đó, thì mới gặp được một vài người chết mà ra đi nhẹ nhàng thôi. Đa phần là vất vả lắm, đa phần là sầu muộn lắm, đa phần là run sợ lắm. Dạ, một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Thân nhân đủ có chí tình ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn khóc thôi. Dạ, cái chúng ta nhìn thấy cái chết nó là một cái hệ lụy. Dạ, rồi thưa quý vị, đặc biệt là ở trong bài kinh này đó, một trong những lý do mà chúng tôi muốn trích nguyên bài kinh này là vì ở trong bài kinh này có nói chi tiết về năm cái chữ là sầu, bi, khổ, ưu, não. Và nếu mà quý Phật tử mà nghe Hòa Thượng Tiệp Siêu hay Chư Tăng ở Việt Nam sau này thì các ngài có nói đến sầu, bi, khổ, ưu, não, và các ngài nói chữ sầu, bi, khổ, ưu, ai. Chúng tôi thật thì không có rõ là cái chữ ai đó là do Hòa Thượng Tịnh Sự dịch hay là ai dịch, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đi học ở Vạn Hạnh á, thì Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là sầu, bi, sầu, bi, khổ, ưu, não. Dạ, sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng bây giờ thì chúng tôi nghe nói sầu, bi, khổ, ưu, ai. Để lát nữa nếu mà chúng tôi siêu còn á, chúng tôi sẽ hỏi, tại vì thật ra chữ nào cũng được, nhưng mà chữ sầu ở đây, sầu bi ở đây đó, sầu ở đây tức là chúng ta nói đến sống có những cái điều trái ý nghịch luật, trái nghịch luật mà chúng ta không có, chúng ta không thể tránh được trong cuộc sống. Và như câu thơ của Nguyễn Du là những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Và đời sống này nó có muôn chuyện và có muôn thứ, ngay cả quý vị có cuộc sống đầy đủ, cuộc sống tốt, thì những người thân xung quanh của chúng ta cũng có những hệ lụy. Chứ tôi biết có những người mà cuộc sống rất là tốt, nhưng mà rồi con cái nó có vấn đề thì mình cũng có theo. Và cái đó gọi là sầu. Sầu tức là đời sống nó có hoàn hảo, và nó không có vấn đề bên trong, cũng vấn đề bên ngoài, không vấn đề cá nhân, cũng vấn đề cộng đồng. Ngay cả nếu chúng ta là người sống mà có ý thức một chút,
thì ngày hôm nay cuộc chiến ở tại Ukraine hay là đại dịch COVID, nó cũng là một nằm ở trong cái hệ lụy của kiếp nhân sinh. Mình không thể nói cái chuyện đó nó xảy ra ở Ukraine, nó không liên quan đến mình, hay xảy ra ở đâu đó, cái đại dịch nó ảnh hưởng mình ra sao. Thực ra ảnh hưởng chúng ta hết, thưa quý vị. Cái đó là sầu, là cái khổ chung, cái hệ lụy chung. Cái chữ bi ở đây là chữ than quán. Dạ. Than quán. Hay là chúng ta gọi là bi ai. Dạ. Bi ai là cái than quán. Cái sự than quán này, đôi khi chúng ta nói bằng câu rất nhẹ, tội nghiệp quá. Hay là trời ơi sao khổ như vậy. Hay là nếu chúng ta nặng lời hơn nữa, thì chúng ta sẽ nói như đàn kiều trong và cái văn của quyển Du là chém cha cái số ba đào. Dạ, chém cha cái số ba đào. Đó là một cách nói, không phải là chữ thề, nhưng mà nặng lắm. Chém cha cái số ba đào là một cách than quán. Rồi khổ ưu. Khổ là cái khổ của thân, và ưu là cái khổ của tâm. Dạ. Cái khổ của thân và khổ của tâm. Cái khổ thân, ví dụ như bị đứt tai, đứt chân, bị đau nhức, như là chúng ta bị nhức răng, hay là bị vết thương, hay là chúng ta bị bệnh, trọng bệnh, phải uống thuốc painkiller, chúng ta phải trải qua cái khổ của thân. Và ưu là cái khổ của tâm. Tâm bị buồn bực, bị phiền não, cái tâm không có thanh thản, tâm nặng nề, tâm không có an lạc. Và cái chữ sau cùng mà chúng ta dịch là ai, sự bị khử u ai, hay là hòa thượng Minh Châu dịch chữ não, thì cả hai chữ đó đó nó đều là chữ Hán và cổ, nhưng mà nói cái rõ trong đời sống chúng ta là cái sự thất vọng và tuyệt vọng. Dạ, sự thất vọng và tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng của chúng ta là mình mong cái gì đó nhưng mà rồi nó không được. Dạ, như chúng tôi mới vừa chứng kiến cái chết của một đạo hữu. Vâng, lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy một đứa con gái của đạo hữu đứng đó mà khóc trong sự, nghĩa là không nói lên lời, nhưng mà nước mắt nó chảy ra, bởi vì người đó biết rằng cha mình đã đi ra đi bệnh viện, mình mất hoàn toàn và mình không có cách nào khác. Đó là một sự tuyệt vọng tận cùng của đời sống. Hay hoặc giả ở trong cuộc đời của chúng ta có những sự mất mát nào đó mà sự mất mát không thể kê bằng được. Cái sự mất mát ra đi vĩnh viễn thì cái đó chúng ta gọi là sự tuyệt vọng. Dạ, tuyệt vọng. Cái nỗi tuyệt vọng đó chúng ta gọi là não, mà sau này dịch là ai, sầu bi khổ ưu não. Rồi thì cái câu mà muốn không được là khổ. Dạ, muốn không được là khổ. Thế nào là muốn không được là khổ? Đó là mình muốn cái này xảy ra cái kia. Cái muốn không được là khổ thì nó bao gồm cả cái chuyện mà thương phải xa, ghét phải gần. Dạ, cái người ghét đó thì mình muốn. Dạ quý vị Hoa Kỳ chờ chúng tôi một chút nha. Dạ quý vị Hoa Kỳ chờ chúng tôi. Dạ, quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi? Dạ, vâng. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến muốn không được, thì quả thật đây là một cái khổ gọi là phổ cập, có mặt ở trong tất cả các cõi, dù là của trời, dù là của người, đều có khổ. Dạ. Chúng ta luôn luôn muốn cuộc sống hoàn hảo, nhưng cuộc sống không hoàn hảo. Chúng ta muốn cái hạnh phúc là bền vững mãi mãi, nhưng mà cái hạnh phúc nó đến một điểm nào đó nó cũng phải kết thúc. Chúng ta muốn
những cái hệ lụy khổ đau không xảy ra, nhưng mà những điều trái ngược luôn xảy ra, đó gọi là muốn không được. Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất ngài đặc biệt cũng nhắc lại một điều mà Đức Phật gọi là tóm lại, và tóm lại năm thú uẩn là khổ, năm thú uẩn. Quý vị phải để ý cái chữ tóm lại ở đây đó. Thật ra cái câu này ở trong kinh chữ Hán đó thì nó mang ý nghĩa khác, ở trong mang dạ, quý vị qua chờ chúng tôi một xíu. Dạ, ở trong kinh chữ Hán đó thì đây là sự khác biệt giữa kinh Pali và chữ Hán. Ở trong câu chữ Hán gọi là ngũ ấm xí thành cổ. Dạ, ngũ ấm xí thành cổ. Dạ, tức là năm uẩn đó mà nó tăng thịnh một cách không đồng đều, một cách quá mực á, như là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn á, thì nó tăng thịnh, tức là nó lên cao độ á, tức là vui quá, quá buồn quá, vân vân, nó không có đồng đều, thì nó không quân bình thì khổ, ngũ uẩn không quân bình, thì cái ý nghĩa này không có ở trong Tam Tạng Pali. Quý vị nên đặc biệt lưu ý về sự khác biệt giữa Hán Tạng và Pali Tạng. Ở trong Pali Tạng á, thì câu này có nghĩa là nói tóm lại, tức là nói tóm lại nghĩa là tất cả những cái khổ trên á, nó đều nằm ở trong năm chữ là năm thủ quần là khổ. Dạ, chúng ta nên nhớ điều này, năm nói tóm lại đó, nói chung hết. Dạ, nói toàn bộ nãy giờ mình nói là sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, muốn không được mà khổ. Nhưng mà nếu mà nó gom lại hết tất cả là năm thủ quần là khổ. Và năm thủ quần đó là gì? Năm thủ quần đó gồm có hai, một là quẩn, năm quẩn theo tự nhiên, hai là năm quẩn theo chấp thủ. Năm quẩn tự nhiên là một chấp thủ. Năm quẩn theo tự nhiên là gì? Bát sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và những điều này sanh ra là do duyên, do nhân, do duyên, có tụ có tán, có sanh có diệt. Và ở trong đó đó thì nó lại liên quan đến cái sự chấp thủ. Sự chấp thủ của quá khứ và chấp thủ của hiện tại. Do sự chấp thủ quá khứ mà tạo ra hiện tại, mà do cái sự chấp thủ trong hiện tại mà chúng ta tạo ra sự đau khổ. Và cái sự chấp thủ đó nói lên cái thái độ, nói cái nhìn sai lầm của chúng ta. Nói cách khác là chúng ta có năm uẩn rồi, Đức Phật cũng có năm uẩn, nhưng mà ngài không bao giờ nói cái thân đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nhưng mà chúng ta đó thì cái thân là ta, là của ta, tự ngã của ta. Ví dụ như là tự nhiên ai khen mình bữa nay thấy anh chị trẻ trung quá thì mình hoan hỷ, nhưng mà nó sẽ lúc này thấy già như vậy, lúc này thấy ốm yếu như vậy, thấy eo như vậy thì mình nghe mình buồn, mình thấy người ta chê mình. Thì thưa quý vị, cái năm thủ uẩn, nói tốt là năm thủ uẩn là nó gồm cả hai đó là cái bản chất tự nhiên và cái thái độ chấp thủ. Dạ, thái độ chấp thủ cả hai. Dạ, nói tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Quý vị thấy như là bây giờ mình muốn không được, cái muốn mà không được nó cũng là một thái độ chấp thủ đó. Dạ, tôi phải thế này, tôi phải thế kia, lúc nào tôi cũng phải đẹp, lúc nào tôi phải bình an, và những cái sự tốt lành nó phải luôn luôn có. Chúng tôi có gặp một Phật tử rất là tội nghiệp, và lớn tuổi rồi, già, yếu, bị nhiều bệnh lắm, nhưng mà không bao giờ mà để ý cái sự tu tập của mình, mà cứ khổ vì này, danh dự gia đình hết, và muốn con phải thế này, con phải thế kia, con làm như vậy thì người ta không có chê cười gia đình, con làm thế kia không muốn làm chê cười gia đình. Nhưng mà thật ra khi mình già, mình bệnh, mình sắp chết rồi thì chúng tôi phải nói một điều, con nó có làm gì nữa, nó không là vấn đề nữa, và người ta có khen, người ta chê thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà rất là tội nghiệp là vẫn đặt nặng về vấn đề cái danh giá, danh dự gia đình, lúc nào cũng khổ, cũng khổ đến độ mà con nó sợ mình luôn. Thì ở đây nó cho chúng ta thấy một cái sự việc á, là chúng ta nhớ một điều là cái khổ tự nó đã khổ rồi, mà còn có vấn đề nữa, đó là cái phản ứng, cái nhìn sai, cái phản ứng quá độ, hay là cái sự chấp thủ, làm chúng ta khổ nữa. Thành ra gọi là tóm lại năm thủ là khổ. Thưa Phật tử,
cả tất cả những hiện tượng khổ đau này đó đều có thể tìm thấy ở trong thân và tâm của chúng ta. Đừng bao giờ có nghĩ là mình phải đi lên trên núi cao, mình phải đi đâu đó mới tìm thấy cái khổ. Đức Phật dạy chúng ta những khổ này là phổ cập, là phổ quát, là hoàn phủ, là hiện tại bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy, quá khứ cũng vậy, ở đây cũng vậy và ở nơi xa xôi cũng vậy. Ở trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật nói rằng này chư tỳ kheo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nào dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, ai bên trong bên ngoài, tô thế thắng gần hoặc xa, thì sắc chỉ là sắc thôi, thọ chỉ là thọ thôi, tưởng chỉ là tưởng thôi, hành chỉ là hành thôi, thức chỉ là thức thôi. Các con nên nhận thức và sự thật đúng theo thực tướng như vậy. Đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thì chúng ta nên hiểu, nên hiểu rất là rõ là nhất thời thì chúng ta không thể nào vượt thoát cái hệ lụy của thân, của tâm, của năm quận. Nhưng mà nếu chúng ta càng hiểu biết thì chúng ta càng giảm đi cái thái độ khiến chúng ta khổ. Chúng ta nhớ cái thái độ khiến chúng ta khổ đó, nó chiếm phần lớn cuộc sống, nó lớn phần lớn cuộc sống. Người ta chê mình một câu á, thì cái lời chê đó nó ảnh hưởng chúng ta ít. Mà cái chuyện mà chúng ta suy nghĩ gì tại cảm thấy tự ái, cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy thế này, cảm thấy kia, nhồi tới ngày lui đó. Thì quá chừng, cái chuyện mà nhai đi nhai lại, cái chuyện mà phản ứng, nó làm chúng ta khổ nhiều hơn. Thật ra, nếu mà mình đọc kinh Phật mình hiểu cho sâu xa đó, thì cái người mà làm khổ mình nhất là bản thân của mình. Tại sao bản thân mình làm khổ nhiều nhất? Là tại vì cái phản ứng nông nổi của mình. Tại cái phản ứng quá độ của mình. Tại vì cái phản ứng phóng đại của mình. Nói như vậy thì chúng ta không tin. Chúng ta nói rằng đâu ai dạy gì mà bắt chí bỏ lên đầu. Đâu ai dạy gì tạo khổ cho mình. Nhưng mà cái thật đấy, thì nếu chúng ta hiểu thì Phật Pháp đúng nghĩa đó, thì chúng ta có bắt chí bỏ lên đầu. Chúng ta hiểu đúng nghĩa thì chúng ta tự tạo khổ cho mình. Mà chúng ta tự làm khổ nhiều lắm. Cái gì nó đáng lẽ nó đến rồi nó đi. Không. Chúng ta muốn giữ nó lại, đem về, nhai đi nhai lại để trằn trọc câu đêm, nhai đi nhai lại để bực bội, nhai lại để bốc điện thoại gọi người này tâm sự người kia. Rồi sao? Rồi năm dài tháng rộng đúng trôi thời gian thôi. Và đáng lẽ chúng ta bỏ sớm, chúng ta không chịu, chúng ta không chịu bỏ sớm, mà chúng ta ráng giữ nó lại. Để làm gì? Để giữ một xác chết, xác con chuột chết nằm trong ba lô của mình mang theo. Nhưng mà chúng ta giữ nhiều xác chuột chết như vậy là thứ gì? Tại vì chúng ta không bỏ. Và sau cùng là một điều mà chúng ta không cần nói nhiều, bởi vì Hòa Thượng Trời Siêu có nhắc đến trong lời giảng nhập đó, là chúng ta là người con Phật học hỏi về sự đau khổ, không phải để khổ, không phải để bi quan, và không phải để đau buồn, mà cái thái độ chân chính đó là mở mắt thật lớn bằng cái tâm thanh thật, bằng tâm can đảm nhìn vào đau khổ để thắp sáng tuệ giác. Đau khổ là một chất liệu rất tốt cho tuệ giác thắp sáng. Chúng ta nói về những bậc thánh niên như là Vajrapati, như là Visa Gautami, chúng ta nói về Vajradhara, chúng ta nói rất nhiều vị như đệ tử Phật đã dùng cái đau khổ để thắp sáng tuệ giác. Chúng ta có thể nói chuyện nó nhiều lắm, kể hoài không hết. Như vậy thì ở đây chúng ta nói đau khổ không phải để chúng ta ngồi nhau để bi quan, để ngồi để buồn, để khổ, để cảm thấy mình khổ thêm, mà là mình nói về sự đau khổ để mình bớt khổ, nói đau khổ để mình tìm ra cái cách sống nó thích hợp. Chúng ta nói về sự đau khổ để cho trí tuệ của mình được thắp sáng. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đề tài về khổ đế hôm nay. Và chúng tôi xin nhắc lại một câu cuối cùng khi kết thúc, đó là mặc dù chúng ta nói bao nhiêu đi nữa thì lời nói chỉ lời nói thôi, và đề tài này phải là một đề tài cần được nghiền ngẫm, cần được suy nghiệm bởi chính mỗi chúng ta. Chỉ có mỗi chúng ta tự mình thấy, tự mình cảm nhận, tự mình tỏ ngộ thì chúng ta mới thực sự thấm thía, thực sự thâm nhập và thực sự tìm thấy cái lời lạc từ lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì xin kết thúc và nói chuyện hôm nay ở đây, và
mấy Phật tử xem đó. Cái bạch Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng có còn trước máy không? Nếu Hòa Thượng Từ Siêu nghe được, xin Hòa Thượng có đôi lời nói thêm về bài học ngày hôm nay. Nếu Hòa Thượng có nghe được không, gọi trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Xin hỏi Thượng tọa Tân có còn ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tân nghe được, xin thỉnh Thượng tọa. Dạ, Thượng tọa Pháp Tân, có nhiều người quan niệm rằng khi mà mình tìm cách không nghĩ đến khổ thì mình không khổ. Như mình ngủ, thí dụ như mình uống rượu say, thí dụ mình đi đâu đó chơi vui thì nó từ từ nó sẽ qua cái khổ. Thì những điều đó có thật sự làm cho chúng ta bớt khổ không? Kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Thầm Mai Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, Hòa Thượng Giác Đặng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đệ Tử Tri, Đệ Đức Tự Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Đối với chúng sanh phàm phu thì cái khổ nó cũng thường xuyên diễn ra ở trong cái đời sống của chúng ta, dù là ở khía cạnh này hay là khía cạnh khác, dù là chúng ta ở hiện thân của này hay là hiện thân khác. Cái khổ nó là, đó là sự thật, đó là sự thật. Mình có cách này cách kia để mà mình tránh né nó hay là mình đối mặt với nó thì mình cũng khổ thôi. Sự khổ là gì vậy? Sự thật ra thì khi con người ta rơi vào trong một cái tình trạng túng quẫn cho cái đời của tinh thần, tâm trí của mình, khổ đau về tâm trí, khổ đau về thể chất, thì người ta lại quay tìm một cái gì đó. Ví dụ như là người ta đi, có người thì đi nhậu say, hoặc là có người đi lao đầu vào ở trong những cái nơi trà đình tửu điếm, giải khuây. Hay hoặc là có người thì lại là đi ngủ, nhưng mà chưa chắc đã ngủ được. Nếu mà mình còn nghĩ tới nó, thường là mình bị khổ là mình lấy cái này để mà mình so dịu cái kia, hay hoặc là lấy cái này để rồi che đậy cái khổ thôi. Ví dụ giờ một người uống rượu say để rồi quên đi hết tất cả. Khi mà mình say lên, mình quên hết tất cả những nỗi khổ mà nó dồn dập đến với mình. Hoặc là có người cũng mong muốn rằng mình để rồi trở thành một cái, đừng có cái gì suy nghĩ. Có người người ta thấy khổ quá cho nên là người ta cũng có nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Dụ như vậy. Có nghĩa là làm lợi vật vô tri vô giác. Để rồi không có cảm nhận của sự khổ. Thì cái sự khổ nó cũng phải diễn ra thôi. Nhưng mà những cái sự tránh né đó đó, thì xin thưa rằng nó không có hết cái khổ. Bởi mình không nhìn ra được cái nguồn gốc để tạo nên cái sự khổ đó, Cho nên vì mình có mặt trong cuộc đời này đó, thì cái trái ý nghịch lòng nó cũng phải có thôi. Không thể nào mà không có cái chuyện trái ý nghịch lòng. Ngay cả những người mà chúng ta thấy rằng sống trong một điều kiện tốt nhất, có kẻ hầu người hạ,
cái gì được cái đó thì cái sự khổ nó cũng có thôi, chứ không thể nào không có được. Tại vì ít ra thì cái mà không vừa lòng mà cái mà bất tội nguyện ở trong mỗi người đây, nó bắt nguồn từ ở cái ham muốn của mình. Ham muốn cái này hoặc ham muốn cái kia, ham muốn cho nó được cái này cái nọ, được nó hoàn hảo cái này cái nọ, cuối cùng nó đâu có được như ý được. Rồi thế ra tạo ra cái tâm lý hụt hẫng, tạo ra cái tâm lý chán chường, rồi tạo ra tâm lý khổ sở, nhiều thứ trong cuộc đời này. Cho nên là mỗi người thì hiện ở trong cuộc sống, hiện đời hiện ra ở trong cuộc sống này, có mặt trong cuộc đời này thì có muôn vàn cái khổ. Mình thấy khổ để rồi mình thắp cái tệ giác của mình lên thôi, chứ không phải là thấy khổ để bi quan. Phật dạy mình là thấy khổ để thắp được cái tệ giác, để rồi biết được cái nguồn gốc sanh ra khổ, để mà mình tận diệt cái nguồn gốc sanh ra khổ đó. Chứ không phải là thấy cái khổ đó để rồi tránh né nó, hay là quên lãng nó, hay là cách này cách kia. Thì sự thật ra đó là cái mà chúng ta chữa, bằng cái ngọn thôi, chữa tránh bằng cái ngọn thôi, chữa trị bằng cái ngọn, chứ nó không thể nào mà hết khổ được. Bởi vì cái bản chất nó là vậy mà. Phải chi chúng ta đừng có, khi mà hiện ra cuộc đời này thì từ khi mà chúng ta là những cái đứa trẻ, đứa bé trai đến những đứa bé gái thì nó cũng có cái khổ của nó rồi. Lớn lên thì có những cái khổ của cái cậu thanh niên, là một cái người phụ nữ, khổ của cái người lớn. Càng dài dặn thì có những cái khổ của nó. Nhưng mà từ khi nào mà mình trực nhận ra, tại vì cái điều này, nguồn gốc này, nguyên nhân này cho nên là khổ, dẫn đến mình khổ á, thì mình chừa đi, mình tránh nó đi, mình tránh nó đi. Ví dụ bây giờ nè, biết rằng là cái gì mình ham muốn cái gì đó, thì rồi nó ràng buộc mình chân bớt cái đó, rồi là nó đỡ. Còn không thì chúng ta cứ quay quần ở trong cái khổ đó thôi. Cho nên có người thì người ta chỉ nói rằng là để tránh đi cái khổ là người ta uống rượu say, hoặc là người ta cố tìm đi cái sự quên lãng nó đi. Sự quên lãng hay hoặc người ta một giấc ngủ đi. Ngồi đó thì người ta cũng nhớ là những điều đó nữa, bởi vì cái nguồn gốc của nó là lao khổ, từ ở cái sự ham muốn rồi. Nhưng mà thế đời đó thì khổ là như vậy, người ta tránh né bằng cái tránh né là cái nhấn nhấp những cái tạm thời không biết được mà nó bắt nguồn từ ở cái mình bất tội nguyện, tham cầu của mình bất tội nguyện đủ. Người cái này cái kia mong muốn, mình mong muốn được sức khỏe, mình mong muốn được người ta khen luôn sáng, mình mong muốn vợ đẹp con ngoan, mình mong muốn đủ thứ chính cô. Rồi cái mình mong muốn, do cái mình mong muốn nên là như cái nó sinh ra cái sự khổ, không bao giờ mình như ý mình được đâu. Bản chất nó là như vậy, cho nên hiểu khổ đó thì mới bất những mà nó có mặt, nhìn nhận được cái nguồn gốc của nó bắt nguồn từ khổ đau như thế nào, thì chúng ta bớt những cái giảm bớt cái sự ham muốn toàn cái này cầu toàn cái kia đấy. Nhưng mà sự thật hiểu trong cuộc đời càng hy vọng nhiều bị thất, cho nên khổ là chỗ bị thất vọng.
do hy vọng nhiều nhiều. Cho nên nếu mà mình hiểu trong Phật pháp, mình tùy duyên đi, nó theo duyên đi, mình sống theo thì nó đến, duyên đi thì nó đi, chứ chúng ta cũng không có nên cưỡng cầu cái gì quá. Nói như vậy là đời trôi mà chúng ta phải thuận theo cái duyên đó, thuận theo cái duyên đó thì chúng ta cảm thấy nó là sự an lạc. Cho nên ở đây đó là khi mà mình nhận ra sự khổ, để rồi mình biết được cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ đau đó, rồi từ đó cái tuệ giác mình lên, thấy rằng vậy nó mới có thể là diệt trừ được cái sự khổ đau đó. Cho nên là ở đời người ta có nhiều cách để người ta tìm cách để mà tránh né nó, hay đối mặt với nó bằng cách uống rượu, bằng cách ngủ quên, bằng cách suy nghĩ cái điều gì đó, hoặc là cái gì đó rồi để rồi sao lãng đi những cái mà mình đang dần dần. Nếu có diễn ra nguồn từ ở cái sự bất tội nguyện trong cuộc đời thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ cái câu hỏi. Hòa thượng trở lại mua bút anh ta tự quyền mới cho Bồ-rum. Sa thú kính trân thượng tọa pháp tân rất nhiều với câu thảo luận vừa rồi. Thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tư Quyền có ở trước máy không? Dạ, thưa cô. Dạ. Dạ. Thượng tọa Tư Quyền, chúng ta có câu kệ động tâm mà chúng ta thường tụng đó, là cái pháp gọi là khổ não đó, thì nó không dành riêng cho một người, cho một xóm làng, một gia tộc, một quốc độ, mà nó tính chung cho cả ba cõi nhân thiên, dù là cõi người, cõi trời, tất cả đều khổ. Khi mà mình nhìn cái khổ mà nó có tính phổ quát, phổ cập, tức là cùng khắp như vậy, thì nó có một cái ảnh hưởng như thế nào đối với nhìn cái khổ là chỉ riêng xảy ra đối với mình thôi? Kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Tư Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, như vậy thôi để chúng được con hỏi. Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu Hòa Thượng Nhất Đảm Thượng Tọa Pháp Tân, tổng minh hạnh đức chủ trì đến những đức cùng chia tăng thân chào đến những tôn giả cùng chư Phật tử. Chỉ kính bạch Hòa Thượng, thì quả thật nếu như trường hợp mà cái khổ này mà nó dành chung cho tất cả đó, khi chúng ta đọc, khi chúng ta tụng như vậy, khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy để nó gỡ đi cho chúng ta bớt khổ một chút xíu, cho chúng ta không phải đắm chìm, chúng ta không phải quá khổ. Bởi vì đây là cái chuyện mà tất cả chúng sinh phải đối diện, tất cả chúng sinh phải chấp nhận, tất cả chúng sinh phải chịu cái sự khổ đó. Khắp cùng nhân thiên ai cũng sẽ bị sanh, sẽ bị bệnh, sẽ bệnh già, sẽ chết, phải thương, phải xa, ghét, phải gần, chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Khổ, nói chung, cái sự khổ do các pháp vận hành là cả thải chúng sinh. Khi chúng ta được hiểu như vậy, thì nó vơi đi, nó nhẹ hơn. Vì nhờ như vậy mà chúng ta bớt cái đau khổ, bởi vì nó một phần nó ly tham, một phần tác động. Nhiều khi đó, để chúng ta có sự ly tham, để chúng ta có một cái đỡ phải nằm sâu, ẩn sâu trong cái sự tiếc nuối, trong cái sự khắc khoải, trong cái sự đau thương, tủi hờn, vân vân. Đây là một cái điều hết sức là cần thiết. Cái tính phổ quát của cái khổ nó đã là cả thải, thì chúng ta không thể tránh, chúng ta không thể thoát được, mà nói là phải đối diện như thế. Khi còn hiện hữu thì chúng ta phải chấp nhận cái khổ. Hữu còn sanh diệt, hữu còn xuất hiện,
hay chúng ta còn sống đây, còn hiện hữu của thân ngũ quẩn này, của sắc tưởng hành thức quẩn này, thì chúng ta phải bị cái gì? Phải bị khổ về thân hay là tâm, hay đối với chúng sinh phạm phu cả thân và tâm không thể thay đổi được. Khi chúng ta hiểu như vậy, nó như là một cái chuyện ở trong cuộc đời mình trải nghiệm, ở trong cuộc đời mình đã kinh qua, thì cái chuyện đó nó không phải là khó khăn nữa. Chuyện đó nó không phải là một điều mà chúng ta chỉ có một mình hay bị dồn ép. Mà bây giờ chúng ta sáng suốt hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ cởi, dễ bỏ xuống và dễ mau, nó chóng quên, nó chóng qua. Người thân ly biệt người thân, đó chỉ là cái duyên ở cuộc đời này với chính họ. 30 năm, 20 năm, 50 năm, 60 năm, vân vân, ở cuộc đời, ở quán trọ này. Rồi chúng ta phải bị cái gì? Bị cái sự, cái điều mà không vừa lòng, bất tội nguyện, đau khổ thân này. Bị những cái bệnh, hay là bị cái thời tiết, bị cái lỏng, cái lạnh, cái nóng, cái đói, cái khát, cái hay cái tốt, nói chung tất cả mọi thứ, các pháp nó vận hành, hay là cái sự sinh hoạt của chúng ta nó phải là như thế. Có cái thân này chúng ta mới bị cái sự bức bách của những bệnh hoạn, của những cái sinh hoạt của đại tiện, tiểu tiện, vân vân, những điều mà nó không vừa lòng như ý chúng ta khi còn hiện hữu, thì cái điều này là cả thải. Nếu quý vị mà thường xuyên mà quan sát về cái vô thường, cái khổ não, mà nhất là cái khổ não, chúng ta biết đối diện với nó đó, thì nó bớt khổ hơn, có thể nói như vậy. Bởi vì khi như vậy thì ở đó chúng ta ly, chúng ta biến tri về cái khổ, gọi là parinyaya, khổ cần phải được biến tri, ở trong tinh thần khổ của khổ đế cần phải được biến tri. Hiểu một cách tường tận, hiểu một cách chính xác như thế, có thể nói trong cuộc đời này ai mà không khổ, ai mà không bị khổ. Chính vì như thế cho nên nhờ như thế mà chúng ta muốn không khổ, thì chúng ta phải hướng tâm tới tu tập, hướng tâm đến cái sự ly tham, đi trên con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Nhờ quán niệm như vậy, nhờ hiểu biết như vậy, cho nên chúng ta mới tiến tu. Đây là cái lý thứ hai. Nó bớt khổ, nó nhẹ, nó vơi đi một phần. Và từ đó mà thực nghiệm chúng ta đi trên con đường chấm dứt khổ đó, thì chúng ta mới không còn khổ nữa. Thì đây chính là cái điều mà rất là lợi ích. Khi một người mà có sự suy niệm về cái khổ, thân kiếp con người nó chỉ báo mà chúng ta coi chúng ta đã thấy khổ rồi. Nếu như chúng ta là một con vật, hay là chúng ta bị ở cái cảnh địa ngục, bản sanh Atula ngạ quỷ, thì những cái đau khổ nó còn càng khốc liệt hơn, càng khốc liệt hơn, càng đau khổ hơn. Mới chỉ có một kiếp người, chúng ta đối diện cái gì với cái nóng lạnh, cái đói khát thôi, chúng ta khủng khiếp rồi. Còn ở cái thân này nó cảm thụ mà chúng ta chịu không nổi rồi, chứ đừng nói chi là ở cái cảnh khổ đó. Chúng chính là cái cảnh khổ, cõi khổ, là toàn bộ khổ quẩn nó bao quanh chúng ta, để chúng ta trả cái quả bất thiện mà chúng ta đã tạo. Cho nên vì vậy, một người đệ tử nhờ siêu quán về cái khổ,
Rồi ta thấy cuộc đời nó quá khổ và dòng sinh tử lại càng khổ hơn. Nước mắt nhiều hơn bốn bể đại dương. Thì từ đó họ sẽ nhàm chán, họ sẽ sợ hãi cái tử sinh, sợ hãi đường lăn trôi đầy đau khổ ở trong cuộc đời này, hay là ở trong tiến trình luân hồi của chúng sinh, mà trong đó có chính chúng ta. Thì kính bạch hòa thượng, đứng trên cái nhìn cái con hiểu được, thì con nghĩ rằng là nếu mà suy niệm về cái khổ, cái tính phổ cập của khổ đau, nó có rất nhiều lợi ích cho cái người tu, mà cũng như từ đó mà chúng ta thành tựu được cái con đường tu tập của mình và đạt đến cái sự chấm dứt khổ. Và đây là ý cũng của con là vậy. Như cô đi cầu bố túc thì kính cung kính của thượng Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trực thiệt tội quyền với câu trả lời vừa rồi. Xin được hỏi là và thấy Hòa Thượng Tề Siêu rồi. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, hôm nay chúng ta có thể đi lại về những cái khổ mà được đề cập đến trong Kinh Chuyển Pháp Luân. Có một vài điểm muốn hỏi Hòa Thượng, nhưng mà trước hết thì xin hỏi Hòa Thượng là ngày xưa chúng ta đi học á, thì thường đó là sầu bi khổ ưu não, và về sau này đó thì Chư Tăng ở Việt Nam như Hòa Thượng và Chư Tăng hay nói sầu bi khổ ưu ai, thì cái đó là do chúng ta nói theo Hòa Thượng Tịnh Sự hay là Hòa Thượng Minh Châu có thay đổi về sau này không? Thì xin kính thỉnh Hòa Thượng quan hệ cho biết về điểm này trước khi chúng ta đi vào cái nội dung chính. Xin thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bụt Thầy. Xin phép Hòa Thượng Giác Đẳng, chúng tôi có một chia sẻ thêm ở trong cái câu hỏi vừa rồi của Thượng Tọa Tịnh Quyền mà Hòa Thượng đã hỏi, rồi sau đó mới trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng mới đưa lên. Khi nãy ngồi nghe Hòa Thượng đặt cái câu hỏi có đề cập đến vấn đề khủng, không phải để dành riêng cho ai, cho một gia tộc hay cho một xứ sở, mà dành chung cho cả ngoài giới. Nhưng thì ở đây trong cái bài ba cái bài kệ Nagamathamu-dikmas-thamu-na-cha-vi-yang-e-ka-ku-la-sa-thamu-sa-pa-sa-lu-ka-sa-se-de-vu-ka-sa-e-se-va-thamu-ya-di-dang-an-ich-ta-ya-di-dang-cha-duk-ka-ta-ya-di-dang-an-at-ta-ta. Ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý là cái khổ mà khổ về cái tính phổ cập á, tức là cái khổ này gọi là đúc khắc lắc thành năng, là khổ đặc tướng của pháp vô vi. Cái chữ khổ đúc khắc lắc thành năng đó, khổ đó nó không phải là đúc khắc sạch chát, là khổ đế. Mà bài học hôm nay của chúng ta ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, thì cái khổ đế này gọi là đúc khăn, đúc khắc arigesan sạch chân, hoặc là đúc khắc sạch chân là như vậy. Cái khổ đế ở đây là gì và cái khổ tam tướng là gì? Ở đây thưa quý vị,
Hộ đế ở đây tức là một cái sự thật hay là một chân lý về cái sự khổ đau ở trong cái kiếp cái sanh tử luân hồi. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa, ghét phải gần là khổ, vân vân. Nó tốt lại ngũ thủ quẩn panchupana nakhantha dukkha, ngũ thủ quẩn là khổ. Thì rõ ràng là ở trong cái khổ đế đó là không có nói đến siêu thế. Cái này gọi là panchupada nakhantha, thì cái này nó chỉ là cái tâm dục giới ở cái tâm hiệp thế, tâm sở phối hợp tâm hiệp thế 28 sắc pháp thôi. Cho nên nếu mà chúng ta nói về cái khổ mà khổ tướng, khổ toàn tướng, thì chúng ta phải hiểu nghĩa khác là cho dù là pháp siêu thế tâm đạo tâm quả đi nữa, hễ cái sát na tâm đạo sát na tâm quả nó sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, và cái sự diễn biến gọi là bao quát tiếp, cái sự diễn biến đó nó cứ nối nhau, sanh diệt cứ nối tiếp nhau hoài như vậy, nó không thể ở một cái nguyên trạng vững bền được, thì cái không vững bền đó gọi là đúc khăn, gọi là đúc khăn. Mà đúc khăn ở đây tức là anicca đúc khăn, hay là dân anicca trong đúc khăn, cái gì vô thường cái đó là khổ. Thì trong cái khổ mà khổ tam tướng, cái nghĩa chân đế đó, thưa quý vị, nghĩa chân đế là bao trùm luôn cả 121 tâm, 22 tâm sở, 28 sắc pháp. Cái đó gọi là khổ, khổ này anh đi chát đúng khác, và anh đã tác đúc khát này đó là khổ, gồm có cái gì gọi là ngũ quẩn thì cái đó là khổ, là pháp vô vi thì cái đó là khổ, khổ của pháp vô vi. Nhưng mà nói riêng về cái đúc khát sạch chăng hay là đúc khát ariya sạch chăng, khổ đế hay khổ thánh đế, thì cái khổ này chỉ lấy cái pháp hiệp thế mà thôi, tức là cái gì mà nó nằm ở trong cái phạm trù sanh tử luân hồi, thì chúng sanh bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ ưu ai, hay sầu bi khổ ưu não, thì chúng ta mới gọi đó là khổ đế. Cái chi pháp đó nó hạn chế lại chút xíu, mà pháp hiệp thế tức là gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, pháp hiệp thế đó được gọi là panchupada nakhantha, là ngũ thủ quẩn. Chúng ta chú ý đi tìm. Và do đó cho nên khi mà chúng ta tu tập và chúng ta quán gọi là cái tính phổ cập của đau khổ đó, cái tính phổ cập của đau khổ, thì nó có hai cách quán. Quán cái nào cũng có lợi ích cho chúng ta cả, nhưng chúng ta quán cái tính phổ cập, thì như ở trong cái bài kinh Phin Hát Bát Chừng Quyết Thanh Hát, năm điều mà phải thường xuyên quán tưởng bởi xuất gia hay là tại gia, bởi người xuất gia hay người tại gia, thì Chara Tham Mâm Hít Chara Ngani Ti Tô Vya thi tham mâm hít vya thi ngani ti tô, marana tham mâm hít marana ngani ti tô, v.v. Ta phải có sự già, không thoát khỏi sự già, tức là quán cái khổ già, khổ bệnh, khổ chết riêng mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài giải thế là không phải một mình ta bị già, mà tất cả chúng sanh có đến có đi trong cuộc đời, tất cả đều phải bị già, không thoát khỏi sự già. Đó là chúng ta quán phổ cập, quán cái khổ
khổ già cũng phổ cập, khổ bệnh cũng phổ cập, là quán riêng mình rồi quán cả chúng sanh đều phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh rồi chết. Marana thapam hi maranangi tito, ta phải bị chết, không thoát khỏi sự chết. Không phải mình ta mới bị chết, mà tất cả chúng sanh có đến có đi trong cuộc đời này, tất cả đều phải bị chết, không thoát khỏi sự chết. Thì bài kinh này dài lắm thưa quý vị, năm điều quán tưởng đó, dài lắm. Thì khi mà chúng ta quán, chúng ta quán tưởng với chân quý khánh á đó, gọi là chúng ta suy quán hay là suy niệm, chúng ta suy niệm chính mình và chính mình bị khổ đó, rồi phổ cập là chúng ta quán tất cả chúng sanh đều bị khổ vậy. Cái đó là quán theo một cách, quán phổ cập theo kiểu một cách. Còn bây giờ quán cái tính phổ cập của đau khổ thì như chúng tôi đã nói là chúng ta dukkha nupassana, dukkha nupassana là tùy quán khổ, thì khổ này không phải là khổ đế. Mà tùy quán khổ ở đây tức là cái trạng thái bức xúc do cái tướng vô thường, do tướng vô thường cho nên mới cái trạng thái đó đó được gọi là khổ. Thì ở đây cách quán này đó được gọi là tùy quán, nó đưa đến thiền minh sát. Chúng ta nhớ, nếu mà chúng ta chỉ quán về khổ đế, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, dầu cho chúng ta quán phổ cập đến tất cả chúng sanh đi nữa, nhưng mà cái đó nó không phải là cái phương pháp gọi là minh sát, mà chỉ có khổ quán anicca nupassana, dukkha nupassana, anatta nupassana, thì cái đó mới là thiền minh sát. Chúng ta cần phân biệt hai cái chỗ đó cho nó rõ ràng, cái nào ra cái đó. Thì cái nào cũng tốt thưa quý vị. Nếu mà chúng ta quán suy niệm về cái tính phổ cập của đau khổ mà khổ đế đó, thì đối với người tu nó sẽ bớt đi, nó sẽ giúp cho chúng ta bớt đi cái lòng tham muốn, ham danh ham lợi, hay là luyến ái người thân, hay luyến ái bản thân vân vân. Chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta lợi ích đó. Nhưng mà chúng ta quán cái tính hay là cái tướng khổ của pháp hữu vi do vô thường, thì lúc đó là chứng đắc được đạo quả. Thì như vậy là chúng ta nói tóm tắt cái chỗ này. Khi nãy thượng tọa Tuệ Quyền có thỉnh cầu nếu có điều gì sẽ, có điều gì cần bổ túc rồi xin bổ túc thêm, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm chút để làm lợi ích cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi trở lại cái vấn đề, cái câu hỏi thứ ba mà và thượng giác đẳng vừa nêu đó. Thì thường thường thì nói rằng sầu bi khổ ưu ai, còn có chỗ thì là sầu bi khổ ưu não. Thật ra tiếng Bali không có thay đổi thưa quý vị. Soka paride vat dukkha do vanasupayasa. Soka là sầu, tức là cái sự buồn bực ở trong tâm. Bi tức là cái sự đau khổ quá mức, sầu ít, buồn mà buồn ít thì gọi là soka. Nhưng mà quá buồn, quá đau khổ bởi vì tài sản mất mát, suy vong về tài sản, suy vong quyến thuộc, hay suy vong về sức khỏe, cho nên gọi là bi. Bari đề quá, đúc khác. Ở đây là chỉ cho cả việc các đức khác là khổ thân, như là đau đớn, nhức nhối vân vân. Đô mà nát sắc,
tức là khổ tâm, chetasika tức khác. Chetasika ở đây là thuộc về tâm, chứ không phải là tâm sở ở trong bốn pháp chân đế nha quý vị. Khi nói đến kajika đúc khác, tức là khổ thân, chetasika đúc khác, tức là khổ tâm. Rồi Upayasa đó, ai hay là não, muốn dịch sao cũng được, nghĩa là khi mà khổ quá cái con người bắt đầu than thở, khóc than, than thở, khóc than, thì cái đó gọi là ai, bi ai á, hoặc là não. Cho nên thì Hòa Thượng Giáo Đẳng có hỏi rằng là có cái sự thay đổi gì không, thì chúng tôi nói là mình không có thay đổi, chỉ có thay đổi lời dịch tùy theo cái vị dịch giả muốn xài theo cũ hay mới, xài theo vị này hay vị khác thôi. Cho nên, nhưng mà chúng ta phải nhớ căn bản là Upayasa ở đây đó, tức là cái sự than khóc. Upayasa là than khóc. Cho nên năm cái điều mà Soka, Paridewa, Dukkha, Dovanasa, Upayasa, sầu, bi, khổ, ưu, ai hoặc là não, thì chúng ta nhớ sầu là buồn, chỉ là buồn thôi. Nhưng mà bi thì buồn cực độ, cái tâm sầu cực độ. Rồi khổ là khổ thân, ưu tức là khổ tâm, và não tức là cái sự than khóc. Rồi chúng ta chỉ nhớ bao nhiêu ý nghĩa đã đủ rồi. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Giáo Đẳng như vậy, cũng như bổ túc thêm ý nghĩa về khổ đế và khổ tam tướng. Đến đây thì cũng vừa đủ thời gian, chỉ còn có 3 phút nữa, xin cùng thỉnh Hòa Thượng Giáo Đẳng trở lại đúc kết bài học. Nam mô Bụt Thầy. Kính chân Hòa Thượng Tự Siêu với những giảng giải vừa rồi. Thưa quý Phật tử, chúng ta tâm niệm mặc dù nghe giảng, mặc dù được thảo luận, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta thật sự thấm nhuần cái ý nghĩa về tứ đế đâu. Tứ đế, tứ đế là một giáo lý, nó tùy theo cái giai đoạn tu tập của chúng ta nữa. Khi chúng ta là phàm nhân, chúng ta nghĩ khác. Khi chúng ta đang trên đường tu tập, chúng ta lãnh hội khác. Và khi mà chúng ta chứng ngộ, lãnh hội khác. Vì vậy là người học Phật á, thì chúng ta sẽ thấy rằng khổ đế và cũng giống như là nhiều cái giáo nghĩa khác quan trọng của kinh điển đó. Không thể nào mà chúng ta bàn một buổi, hay là chúng ta chỉ bàn về lý thuyết. Mà nhiều khi những điều này nó thật sự thấm thía, thật sự đi vào lòng của chúng ta ở một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Dạ, ở hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà đôi khi chúng ta rất là khó biết. Dạ, rất khó biết. Chúng tôi lấy ví dụ như là Tôn giả Xá Lợi Phất ấy, mà khi mà Ngài chứng tu đạo huân rồi là bậc đại trí tuệ nữa, nhưng mà Ngài không có chứng quả A-la-hán liền, mà đến khi Đức Thế Tôn, dạ, Ngài giảng một bài kinh cho vị du sĩ có tên là Trường Trảo đó, thì lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất đang đứng hoặc hầu sau lưng Đức Phật, nghe bài kinh đó mà thành tựu đạo quả viên giác, tức là hoàn toàn giác ngộ. Thì quý vị mới thấy được một điều, đó là cái cảm nhận, cái nhận thức của chúng ta về các pháp đó, nó thực sự không có đơn giản chỉ qua ngôn từ, qua lý. Lý thuyết và những điều mà chúng ta không có gì với những đã từng tham dự lớp Phật Pháp Buddha Dhamma lâu năm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mỗi khi chúng ta bàn trở lại, chúng ta ôm nhắc lại, chúng ta suy nghiệm lại đó, mà không có lợi ích. Vì vậy, chúng tôi nhớ là sư trưởng hay nói cái câu là khi mình học cái chưa từng học, và cái học rồi thì được thấm nhuần thêm, được hiểu biết thêm. Nó là một trong những điểm lợi ích mà một người ham tu chuộng học và một người mà có cái tinh thần rộng mở trong việc tu học, là mình thường nghe lại, thậm chí là nghe lại một điều mà vốn đã biết, vốn đã nghe,
nghe rất nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn lời lạc cho chúng ta. Và xin cho mỗi mỗi chúng ta có mặt ở đây là đời này và trong những kiếp tương lai có được một cái chủng tử giác ngộ, là mỗi khi chúng ta được nghe nói về sự khổ, mỗi khi chúng ta bung kích về sự khổ, thì thay vì buồn, thay vì khóc, thay vì áo não, thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ được sanh khởi, giống như là Đức Phật và các bậc thánh đã thành. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây. Ngày mai này chúng ta có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Nguyên. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tổ Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp, cùng đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Đắc Đẳng, đã từ bi biên soạn, giảng giải cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay, cho chúng con nghe, hiểu và có thể hành theo, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, Như Pháp, con kính tri ân với Ngài và Đạo Tràng đã cho con biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng giải những dấu hiệu vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành,